Zinedine Zidane đã phá vỡ sự im lặng của mình về những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến việc Mohamed Salah chuyển đến Real Madrid, sau khi tiền đạo này cho biết anh không phủ nhận việc có thể đến Tây Ban Nha. Zidane đã nêu lên quan điểm của mình, vì Salah không phải cầu thủ của tôi nên tôi sẽ không bình luận về những tin đồn liên quan đến cậu ấy. Theo FC Inter News.Italia, Chelsea và Barcelona đã có những động thái hỏi mua Romelu Lukaku, tuy nhiên cựu tiền đạo của Manchester United cảm thấy hạnh phúc và muốn gắn bó lâu dài tại Inter Milan. Cụ thể, theo xác nhận từ Fabrizio Romano, tương tự với Haaland, De Ligt cũng sở hữu một điều khoản giải phóng hợp đồng với Juventus. Được biết, giá trị của điều khoản này rơi vào khoảng 150 triệu euro. Nó sẽ chính thức có hiệu lực bắt đầu từ tháng 7 năm 2022. Những ngày gần đây, giới truyền thông đang tiến hành liên kết De Ligt với Barcelona. Nhưng rõ ràng, trong bối cảnh đang dồn toàn lực vào Haaland, Blaugrana khó có khả năng chi trả đến 150 triệu euro cho trung vệ người Hà Lan. Về phía Juventus, họ đánh giá De Ligt là một cầu thủ chủ chốt của đội và không có ý định để anh rời đi. Trabo Football dẫn nguồn từ Quattro cho biết, giám đốc thể thao của PSG Leonardo hiện đang tiến hành đàm phán với những điều khoản cá nhân với De Gea. Và nếu tiết lộ này là chính xác, thì rõ ràng thương vụ này đang tiến triển vô cùng nhanh chóng. Được biết, Leonardo sẵn sàng đưa De Gea đến Paris, nhưng với một điều kiện là thủ thành này phải chấp nhận giảm lương. Trong bối cảnh PSG đang cố gắng giữ chân Neymar và Kylian Mbappe bằng những bản hợp đồng béo bở, thì tất nhiên yêu cầu của họ đối với De Gea cũng là điều dễ hiểu. Hiện tại, khoản thù lao của anh đang rơi vào mức 400.000 bảng mỗi tuần ở Man United. Nếu De Gea gia nhập Paris, chắc chắn Keylor Navas sẽ bị phế truất dù ngôi sao người Costa Rica đã thi đấu rất xuất sắc kể từ khi gia nhập PSG. Nửa đỏ vùng Merseyside đang trải qua một trong những mùa giải tệ hại nhất suốt 3 năm qua với việc không thể chen chân vào cuộc đua top 4 Premier League. Chính vì vậy, họ cần phải lên kế hoạch bổ sung nhân sự ngay trong phiên chợ hè nhằm khôi phục lại vị thế vốn có và theo AS, Odegaard đang trở thành mục tiêu hàng đầu của The Cop. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đánh giá rất cao khả năng phát triển của chân truyền sinh năm 98. Do đó, phương án chiêu mộ Odegaard sẽ vừa giúp cho Liverpool cứ giải quyết cơn khủng hoảng, đồng thời xây dựng lâu dài cho tiền vệ. Được biết trước đây, Odegaard cũng từng bày tỏ ý định muốn đầu quân cho lữ đoàn đỏ, và đây sẽ là cơ sở để giúp cho Liverpool có thể dễ dàng tiếp cận anh. Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ rằng Arsenal sẽ ra giá khoảng 50 triệu euro cho thương vụ này nhằm bổ sung kinh phí kích nổ bom tấn Erling Haaland. Thời gian qua, Chelsea có liên kết với rất nhiều ngôi sao lớn hàng đầu châu Âu. Thomas Tuchel hiểu rõ đội bóng của ông cần phải bổ sung ở nhiều vị trí ở cả ba tuyến. Trong đó, ưu tiên lớn nhất chính là sức sáng tạo của hàng tiền vệ, đồng thời là sức mạnh cho một hàng công sắc bén. Chính vì lẽ đó, theo Sky Italia, Chelsea đang theo đuổi Hakan Çalhanoğlu, tiền vệ tài hoa của câu lạc bộ AC Milan. Giống như Mesut Özil hay Toni Kroos, Çalhanoğlu mang hai dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và đều chơi ở những vị trí xoay quanh khu trung tuyến. Çalhanoğlu có biệt tài từ những cú sút xa, bản thân tiền vệ này cũng đóng góp cho AC Milan nhiều bàn thắng từ những tình huống trên chấm đá phạt. Chuyên trang chuyển nhượng Chelsea đánh giá Hakan Çalhanoğlu ở mức giá 35 triệu euro giá trị chuyển nhượng. Đây là con số mà thượng tầng Chelsea hoàn toàn có thể cân nhắc. Sở dĩ The Blues có khả năng chiêu mộ cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ này là vì những đòi hỏi về lương bổng của Çalhanoğlu đang bị AC Milan khước từ. Ismail Assar đang được gắn với những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Man United và Liverpool, nhưng cầu thủ chạy cánh của Watford không mấy quan tâm đến chuyện đó. Sa đang chơi tốt trong mùa này với 10 bàn cộng 4 kiến tạo cho đội chủ sân Vicarage Road, còn Watford hiện xếp thứ 2 tại giải hạng nhất Anh với khoảng cách 10 điểm nhiều hơn vị trí thứ 3 và rộng cửa trở lại Premier League chỉ sau một mùa giải phải rời xa. Bởi vậy, những đồn đoán về tương lai của Sa vẫn liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, vào lúc này, tuyển thủ Senegal chỉ muốn tập trung chơi cho Watford. Chia sẻ với tờ Watford Observer, cầu thủ này nói: "Tôi nghĩ tất cả chỉ là tin đồn bởi vì tôi đang hạnh phúc tại Watford. Tôi vẫn còn 3 năm trong hợp đồng và muốn tập trung tối đa cho câu lạc bộ. Tôi cũng chưa có ý định ra đi." Watford đã đầu tư hơn 30 triệu bảng để có Sa từ Rennes vào mùa hè năm 2019. Dù vậy, đội bóng có biệt danh Ong Bắp Cầy đã phải chia tay Premier League ngay mùa đầu tiên, ngôi sao chạy cánh sinh năm 98 đầu quân. Theo tờ La Gazzetta dello Sport của Italia, Rossoneri rất ấn tượng trước phong độ của Ibra và muốn giữ chân tiền đạo kỳ cựu này ở lại câu lạc bộ thêm một năm nữa. Đoàn quân của Stefano Pioli đã có một mùa giải tiến bộ hơn nhiều và có lần đầu tiên lọt vào top 4 kể từ năm 2013. Họ đã đứng đầu giải vào tháng 2, nhưng sau đó thi đấu tệ hại và hiện kém 8 điểm so với đối thủ chuyền kiếp Inter Milan. Trong nỗ lực trở lại thời kỳ đỉnh cao, Milan dự kiến sẽ chiêu mộ tiền đạo Dusan Vlahovic của Fiorentina. Cầu thủ người Serbia sẽ bước sang tuổi 21 vào tháng 1 năm 2022. Anh đã ghi 13 bàn tại Serie A mùa này. Theo La Gazzetta dello Sport,
Vlahovic nhiều khả năng sẽ có giá ít nhất 40 triệu euro vào mùa hè này. Tuy nhiên có khá nhiều đội bóng đang quan tâm đến anh. Tờ Calcio Mercato cho rằng Leipzig, Atletico Madrid, Roma và Arsenal đều đang theo đuổi tiền đạo của Fiorentina. Vì vậy Milan sẽ có một trận chiến khó khăn để đưa Vlahovic về sân San Siro.